Tassati. Bất cứ thiện nghiệp nào hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idang no nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yo. Idang quá tâm mê pu nhàn a sa wa kha yo wa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con ở trong sạch nằm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con ở trong sạch nằm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sape puratima yadisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe puratimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapacha hontu. Anika hontu dika yuka hontu aroga hontu sampati hisamicantu sukhi atanang pariharantu dukha patta canit dukha faya patta cani faya soka patta cani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng ép lược, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Nam Mô Bụt Thà nhé. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngộ quan ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:10 sáng giờ Việt Nam. Và con kính nhường bích lại cho sư để bắt đầu là chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thà nhé, Nam mô Thanh Mai nhé, Nam mô Sơn Khà nhé. Nam mô Bụt Thà nhé, Nam mô Thanh Mai nhé, Nam mô Sơn Khà nhé. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 108. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bhutto Mahesa.
Ê sĩ A la hằng tha tha ga tu lô pu tha mô sa pa ga ru hi ke tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quy đồ văn đà ma hành tăng na ra cô cha này giác tâm Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất địa bồ vi ta sa sa thu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bu tha pa ti phu ti san nhá tô hoàn đà ma hành tăng na ra phu cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai tươi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh đầy những phật tổ quang minh rõ ràng con xin lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sang cô quý số thô su gá ta sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm bá sê kha cô nền đà bá sẵn sa đi á na đá rô quá rô hoàn đà má hành tăng đá ra phù cha này giá cần tăng bảo thiên văn phật đà tâm học mông rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thế pháp phàm nhân ai bì con xin lễ lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ratana te ya te che na sức kha me e tu wa tha nang tha sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na sức cha tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật di danh hộ cho con học đắc thành wow Nam mô Bụt Tha Nha. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 108. Xin phép chúng tôi xin được đọc trước ha. Dân kinh trí dịch thằng quá hữu tăng quá lô kê. Dân kinh trí dịch thần quá hữu tăng quá lô kê. Dân kinh trí dịch thần quá hữu tăng quá lô kê. Câu số 2. Sân quách chá răng giá chê thá bùn nhá bếch khô. Sân quát chá răng yá chê thá bùn nhá bếch khô. Sân quát chá răng yá chê thá bùn nhá bếch khô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Câu 1, câu 2. Dân kinh chí dịch thằng quá hú tăng quá lô kê sân quách chá răng giá chê thá bùn bếch khô. Dân kinh chê dít thằng quá hú tăng quá lô kê sân quách chá răng giá chê thá bùn nhá bếch khô. Dân kinh chê dít thằng quá hú tăng quá lô kê sân quách chá răng giá chê thá bùn nhá bếch khô. Bây giờ câu 3, câu 4. Sắp bầm bi tăng na chá tu phà gán mê tí. Sắp bầm bi tăng na chá tu phà gán mê tí. Sắp bầm bi tăng na cha tu phà gặp mê tí. Và câu cuối cùng. A phi hòa đa na út chú gá tê su say yô. A phi hòa đa na út chú gá tê su say yô. A phi hòa đa na út chú gá tê su say yô.
Rồi, chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sắp bầm bí tăng na cha tu pha gặp mê thi a phi hoa đá na út chú gá tê su say yô. Sắp bầm bí tăng na cha tu pha gặp mê thi a phi hoa đá na út chú gá tê su say yô. Sắp bầm bí tăng na cha tu pha gặp mê thi a phi hoa đá na út chú tê su say yô. Bây giờ chúng ta đọc lại. Dân kinh chí yết tăng quá hú tăng quá lô kê sẵn quá cha rằng giá chê tháp bùn nhá bê khôn. Sắp bầm bí tăng na cha tu phà gắm mê tí á phi hoa đá na út chú phá tê xú xây vô. Dân kinh chí yết thăng quá hú tăng quá lô kê sẵn quá cha rằng giá trẻ tháp bùn nhá bếch khô. Sắp bầm bí tăng na cha tu phà gắm mê tí á phi hoa đá na út chú phá tê xú xây vô. Câu Phật ngôn 108. Chúng ta cách đọc an toàn nhất, tức là đọc một lần hai câu ha. Quý vị đọc một lần bốn câu ha, đức hơi ráng chịu nghe. Đọc hai câu an toàn, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm ha. Dân kinh chí diết thần quá hữu tăng quá lô kê sằng quá chá rằng giá trị tháp bùn nhá bế khô. Sắp bầm bí rồi chạy ha. Sắp bầm bí tăng na cha tu pha ga mê tê ya phi hoa đa na út chú ga tê su say yô. Quý vị thấy đọc một lần hai câu như vậy là an toàn nhất ha. Rồi rồi qua giọng kệ thì chúng ta cũng đọc lần hai câu ha. Cố gắng ha, nếu đọc không nổi thì đọc từng câu một. Bởi vì kệ có ba cách đọc. Cách đọc thứ nhất tức là đọc từng câu. Cách đọc thứ hai là đọc một lần hai câu. Cách đọc thứ ba là chúng ta đọc nguyên bài. Thì ở đây nếu mà kệ đọc từng câu thì đọc như thế nào? Bởi vì câu này cũng hơi dài ha. Đọc như Sinh Mê Ta, Sinh Mê Ta thường thường hay đọc kệ từng câu một, bởi vì lớn rồi, hơi sức cũng không còn bao nhiêu ha, cho nên đọc từng câu một là chắc ăn nhất ha. Bây giờ thử rồi. Dẫn kinh chi di thân qua vô tăng qua lô kệ sang quan cha răng giá kệ ta pun nhà bình khổ sắp bấm bị tăng na cha tu pha ga mê ti api wa đa na út chu ga tê su say yo. Đọc thứ hai câu. Dẫn kinh chi di thân qua tăng qua lô kê sang qua cha răng cha chê tha pun nhà bên khô sam bấm bi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi qua đa na út chu ga tê su say yô. Rồi đọc lần hai câu ha, vậy cũng tương đối thấy cũng dễ, không có khó. Dẫn kinh chi giới thân qua hô tăng qua lô kê sang qua cha răng giá kê tha pôn nhà bên khô sa bấm bi tăng na cha tu pa ga mê ti nga phi hoa đa na út chu ga tê su say yô. Suốt năm cũng tế vật
để cầu phước ở đời không bằng một phần tư. Kính lễ bậc chánh trực. Rồi hôm nay xui xẻo không, mình Thích Kim đưa tay, không biết đọc có được hay không mà đưa tay đem. Ô, có xin thêm Thích Hồng Mai nữa ha. Rồi xa tu xa tu. À, Thích Kim, Thích Hồng Mai, hôm nay Huynh chánh ngộ không được khỏe ha. Cái giọng đọc kinh của Huynh thấy có vẻ như bị cảm rồi ha. Rồi bây giờ Huynh chánh ngộ dám đưa tay để mà đọc và kể không? Mà kệ cái là coi như là hết hết bệnh liền à ha. Rồi bàn tay Huynh chánh ngộ đưa lên luôn chứ, dạ mà không đưa tay gì hết, chán thiệt. Con kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Kèn biết ơi, sao bữa nay sư không nói con hổn gì chân vậy? Bữa nay con không thấy con mê xà ở trong rung mấy sư, chắc cổ bận công chuyện gần ngày thứ sáu đó. Hên quá bữa nay sư không có nói con là hổn. Con nghe chữ hổn con nghĩ tới chữ hơn hay chữ hờn. Môi môi mỏng hài hước, môi 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 dày hay là con thích cái nào, con thích cái con thích cái hơn rồi. Bữa nay chắc là người ta đi cúng Tết, chợ Tết ráo chổi cho người sư ơi. Chào chàng sư sẽ ế như gì ta, như chùa Bà Đâm vậy đó. Thằng nhỏ sao, có sư là được rồi. Bây giờ con xin trả bài. Khó hay không khó thì con cũng phải trả bài cho rồi, để mà con đi làm công chuyện khác nữa. Bữa nay con cũng bận có nhiều chuyện đó sư. Con phải có homework của tiếng Pali của con, rất khó đó, con phải làm thôi. Dạ con xin cảm ơn sư đã bỏ công sức cho thì giờ. Cái bài này cũng hơi khó dài dài. Sư đọc kinh và kệ cho tụi con trong đạo tràng nha. Thôi con để trả bài, để trả ơn lại sư đã dạy cho tụi con mấy năm trời dài đằng đẵng. Sáng nào cũng mấy giờ sáng thức dậy rồi. Dạ con xin trả bài nha sư. Con xin trả bài. Ồ quý vị nghe tôi rõ ha quý vị. Ờ rồi, cảm ơn. Dạ. Ba bốn người vậy đủ rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 108. Văn kinh chí dích thần quá hú tăng quá lồ kề sằn quắc cha rằng giá chề tha phùng nhấp thích khô sắp bằng chí tăng na cha tu phà gắm mề chí áp chí hòa đá nạ u chúc ca tề xứ xây vô. Văn kinh chí dích thần quá hú tăng quá lồ kề sằn quắc cha rằng giá chề tha phùng nhấp hết khô sắp bằng chí tăng na cha tu phà gắm mề chí áp chí hòa đa nạ u chú ca tề xứ xây vô. Phân tích câu 1 và câu 2. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh trường âm ngắn, chí đoạn âm, dích trường âm ngắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường. Câu số 2, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quắc trường âm nhắn chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, pung trường âm nhắn, nhá đoạn âm, hết trường âm ngắn, khô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Văn kinh chí dích thần quá hú tăng quá lồ kề sằng quắc cha rằng giá chề tha phùng nhấp hết khô sắp bầm tí tăng na cho tu phà gắm mề tí áp tí hòa đá nạ ú chúc ca tề xứ xây vô. Văn kinh chí dích thần quá hú tăng quá lồ kề sằn quắc cha rằng giá chề tha phùng nhấp hết khô sắp bằng bí tăng na cha tu phà gắm mề tí áp tí hòa đá nạ ú chúc ca tề xứ xây vô. Phân tích câu số 3. Sắp bằng hai chữ âm ngắn, bí đoạn âm, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, ná chá tú bà đoạn âm,
pa, trường âm thông thường, giá đoạn âm, nghe trường âm thông thường, tí đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, á thí, hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá đoạn âm, na trường âm thông thường, út trường âm ngắn, chú giá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Chà, cái này chăm xe dữ nha. 11, 11, 11, 11, 12, trời ơi. Chạy tha hồn luôn, dài gấp đôi luôn mấy câu thượng. Sáp bầm bí tăng na cha tu pha chăm nề tí áp phí hòa đá nà ú chúc gá tề xuống say vô. Dàn trình tí dếp thăng qua hú tăng qua lô kề sầm quắc cha rằng giá chè tha phùng nhắp hết khô sắp bằng đi tằng na cha tu phà gam mê ti a ti hòa đa na ú chúc gá tề xứ say vô dằng kinh chi dịch thăm qua hu tăng qua lô kê sầm quạt cha rằng giá chè tha phùng nhắp hết khô sập băng vi sập băng vi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi wa đa na u chu chu ga te tu say yo dằng kinh chi dịch thăm qua hu tăng qua lô kê sầm quạt cha rằng gia chê tha phung nắp hết cô sập băng vi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi wa đa na u chu ga te tu say yo. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tiếng Việt Nam, của câu kinh Pháp Cú 108. Chà chà chà, để coi phép ta, một người giơ tay giơ chân, hai người cho bông qua, vậy cũng đủ rồi. Dạ, con xin sư và quý vị, trong đạo tràng coi con có bị nhân nhị sai sai sót gì không cho con biết. Con xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay và vỗ chân. Chàng ép ơi, bữa nay sư nghe không đứt đùm ha, để ngồi cái ai tặng bông hoa cái phan chiếc này chiếc kia chờ chút nha. Chiếc kim đó nha, đừng có thấy người ta cho tặng bông hoa vỗ tay vỗ chân rồi tưởng bảo nè nè sai chỗ này nè. Chắc chị này chắc cũng sai thôi sư. Thôi con cũng cảm ơn. Con phải có công chuyện làm nha. Con xin cảm ơn sư và quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con xin mời cô Hồng Mai kế tiếp. Dạ con xin trả máy ạ. Dạ con kính lễ Nam Mô Tam Bảo. Con kính lễ sư Trí Đức, Đức Chư Tăng và các cô tử. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con sẽ đọc cả bài câu Pháp Cú số 108. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kề sằng quách cha rằng giá chê tháp buồn nhá bách khổ sắc bầm thi tăng na chất tu phà ga nề thi áo phi hòa đa na út chú ga tề su say yô. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kề sằng quách cha rằng nhá chê tháp buồn nhá bách khổ sắc bầm ti tăng na cha tu phà ga mê ti a phi hòa đa na út chú ga tê su chay yô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh trường âm nhấn, chí đoạn âm, viết trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường, sa trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quách trường âm nhấn, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, quân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tách trường âm nhấn, khô trường âm thông thường. Văn kinh chi diết thằng quá hú tằng quá lô kê sằng quách cha rằng giá chê tha buồn nhá bách khô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp băm hai trường âm nhấn,
Tí là âm, tăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ná, chá, tú ba đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tí đoạn âm, á, thí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá đoạn âm, na trường âm thông thường, út trường âm nhấn, chú gá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Sắp bằng pi tăng na tu pha ga mê pi a phi hòa đa na út chú gá tê xú xây vô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 108. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kê sang quách cha rằng giá chê tháp vùn nhá bách khô sắp bàm pi tăng ná chá tu phà gá mê kí á phi hòa đá nà út chú gá tê xú sa yô. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kê sang quách rằng giá chê tháp vùn nhá bách khô sắp bằng pi tăng na cha tu pha ga me pi a pi hòa đa na út chu ga tê su say yo. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Văn kinh chi di thằng hoa vu tăng hoa lô kê sang quách cha lắng nhà chê tháp buồn nhà tanh khô sam pam pi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi wa da na u chu ga te su say yo. Dành kinh chư diệt thằng hoa hu tăng hoa lô kê sang quách cha lắng nhà chê tháp buồn nhà tanh khô sắp bám phi tăng na chát pha ga nê ti a phi hoa đa na út chú ga tê su say yô. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư trí đức. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 108. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kê sang quách cha lăng giá chê tháp thùn nhá bếch khô sáp bầm bi tăng ta cha tu phà gác mê tí á phi hòa ta nà út chú gác tê su xây yô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh trường âm nhấn, trí đoạn âm, nhít trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quách trường âm nhấn, trá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tích trường âm nhấn, khô trường âm thông thường. Văn kinh chi diết thằng quá hú tăng quá lô kê sang quách chăng răng giá chê tháp phun nhá tích khô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sáp băm hai trường âm nhấn, bí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná chá tú ba đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tí á phí ba đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá đoạn âm, na trường âm thông thường, út trường âm nhấn, chú gá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xây trường âm nhấn,
Vô, trường âm thông thường. Sát băm bi tăng na chát tu pha gác nê tí a phi qua đa na út chú gác tê su xây vô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 108. Giang kinh chi nhít thăng quá khu tăng quá lô kê sang quách chá răng giá chê tháp hùn nhá pếch khô. Sát băm bí tăng na cha tu pha gác mê tí a phí quá đá na út chú gác tê su xây vô. Giang kinh chi di thăng qua hù tăng qua lô kê sang quét cha răng gia chê tha phun nhà phèn khổ sáp tâm đi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi qua đa na út chú gà tê su xây yô. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 108 ngày hôm nay ạ. Dân kinh chí dít thăng quá hú tăng quá lô kê sang quách chá răng giá chê tha bùn nhá bét khô. Sắp bầm bí tăng na chá tu phà gá mê tí á phi hòa đá nà u chú gá tê su xây yô. Dân kinh chí dít thăng quá hú tăng quá lô kê sang quách chá răng giá chê tha bùn nhá bét khô. Sắp bầm bí tăng na cha tu phà gà mê tí á phi hòa đà nà u chú gà tê su xây yô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dân kinh chí dít thăng quá hú tăng quá lô kê sang quách chá răng dách chê tha bùn nhá bét khô. Dân là trường âm đọc theo dọc âm. Kinh là trường âm nhấn. Chí là đoạn âm. Dít là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, hú là hai đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Lô, kê là hai trường âm thông thường. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quách là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm. Chê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường. Dân kinh chí dít thăng quá hú tăng quá lô kê sang quách chá răng giá chết tha bùn nhá bét khô. Và câu số 3 và câu số 4. Sắp bầm bí tăng na chá tu phà gá mê tí á phi hòa đá nà u chú gá tê su xây yô. Sắp băm là hai trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná, chá, tú là ba đoạn âm, pha là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á, phí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ú là trường âm nhấn, chú, gá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Sắp bầm bí tăng na chá tu phà gá mê tí á phi hòa đá nà út chú gá tê sú xây vô. Dạ con xin đọc lại ạ. Dân kinh chí dít thăng quá hú tăng quá lô kê sang quách chá răng giá chê tha bùn nhá bét khô. Sắp bầm bí tăng na chá tu phà gá mê tí á phi hòa đá nà út chú gá tê su xây yô. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc
Chánh Trực là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Văn kinh chi dịch thăng qua hu tăng qua lô kê sang qua cha răng gia chê tha bún nhà bè khô. Sapam bi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi wa đa na u chu ga tê su say yô. Văn kinh chi dịch thăng qua hu tăng qua lô kê sang qua cha răng gia chê tha bún nhà bè khô. Sapam bitang na chatufa gameti afi wadana uchugate suseyo. Dạ con đã đọc xong cái sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ mời Sít Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Dạ con cảm ơn sư đã bố bài. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc và phân tích câu 108. Yang kinh chi dít thăng qua hu tăng qua lô kê sang qua cha răng gia chê tha bồn nhắc bách khổ. Sắp bằng bi tăng na cha tu pa ga mê ti a pi hòa đa na út chú ga tê su say yô. Dạ, con xin được phân tích câu 1 ạ. Yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Kinh là trường âm nhấn. Chí là đoàn âm. Dít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường. Con phân tích câu 3 và câu 4. Sắp là trường âm nhấn, băng là trường âm nhấn, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, chá là đoạn âm, tú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, phí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, gá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Con xin được đọc lại. Yang kinh chi yin thăng qua hu tăng qua lô kê sang qua cha yang gia chê tháp bùn nha bách khô. Sắp bằng bi tăng na cha tu phà ga mê ti a pi hòa đa na út chú ga tê su say yô. Yang kinh chi di thắng qua hù tăng qua lô kê sang qua cha răng ra chê tha bùn nha bách khô. Sắp bằng bi tăng na cha tu phà ma ghê ti api hoa đa na u chú gà tê su say yô. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong, có gì sai mong Ngài sửa cho con ạ. Con xin được xuống bếp để mời vị khác ạ. Sà thủ, sà thủ, Sít Pháp Nguồn Lào Cai. Sít Pháp Nguồn Lào Cai
phân tích trường âm đoạn âm à, chính xác. Chỉ có một cái lỗi chữ đá Aphiwa Dana, thì chữ đá này đọc là chữ giá ha. À, chị phân tích thì chỗ này hơi bất hợp lý, còn những cái chỗ khác rất là hoàn hảo. Nhưng mà khi mà đọc á, ví dụ như sân quách chá răng, thì bây giờ khi pháp nguồn đọc là sân quách chá kéo dài chữ chá, nó là đoạn âm ha. À, thì khi mà những cái đoạn âm đó thì chúng ta phân tích như thế nào, thì chúng ta phải đọc dòng dài và dòng ngắn khác nhau ha. Chứ không phải sân quách chá răng mà đọc chữ chá này kéo dài thì nó sẽ trở thành trường âm ha. À, phân tích thì chuẩn, nhưng mà khi đọc thì hơi theo cái cảm tính ha, theo cảm tính. Nhưng mà sức pháp nguồn đến với đạo tràng chúng ta mới à, mà tiến bộ như vậy thì rất là tuyệt à. Rồi sa thú Huynh Chánh Ngộ sao chưa đưa tay á hả? Hôm nay Huynh Chánh Ngộ là sao, là trong cái room này là lễ bái tam bảo nè, thọ trì quy giới nè, đại diện cho đạo tràng mà cũng không chịu đưa tay nữa, không biết là sao nữa. Alo, Huynh Chánh Ngộ có chút máy không? Xin mời Huynh Chánh Ngộ. Thôi, trời mơ cũng chịu lên, khổ thiệt. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sang Khai. Con xin đọc và phân tích câu Kinh Pháp Cú số 108. Con xin đọc trước. Giang Kinh Chí Chít thang vô hữu tang vô lô kê sam vô cha rang ya che tha pun na pe kho sam bam pi tang na cha tu pha ya me ti a phi wa da na u chu ya te su se yo. Con xin phân tích. Yang kiên chi di thằng qua hu tàng qua lô kê. Yang là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, kiên là truyền âm nhấn, chí là đoạn âm, chít là truyền âm nhấn, thằng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tàng truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai truyền âm thông thường. Sam wa cha rang ya che tha pun na pe kho. Sam trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Watch là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Rang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá là đoạn âm. Che là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Pun là trường âm nhấn. Ná là đoạn âm, bác khô, bác là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường. Sáp bàm bí tăng, ná chá tú phà, gám mê tí. Sáp là trường âm nhấn, bàm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná chá là hai đoạn âm. Tú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Aphiwa dana uchugate suseyo, á phí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, uch là trường âm nhấn, chú gá hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, si là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Và con đọc lại một lần nữa. Giang kinh chi di thang quá hú tàng quá lô kê sam quá cha rang giá chê tháp bùn nó bé khô sam sáp bàm pip tăng na cha tu pha ga me ti a phi wa
Dana u chu yat te su say yo. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư. Kính lễ bậc chánh trực và con xin xuống mít. Con kính cảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính cảnh lễ ngài chư đức quý bà quy khu tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 108. Dân kim chi dít thằng quá hu tằng quá lô kê sằng quá cha rằng giáp chê tha buồn nhát tết khô sầm pầm tí tằng ná chấp tu pa gạ mê tí Ati wa da na u chu ka te su say yo. Con xin thông tiếp câu 1 và 2. Yang kin chi yit thang wa hu tang wa lo ke sang wa cha rang ya te ya che tha tun ya thai khô. Yang trường âm thông thường, kin trường âm nhấn, chi trọng âm, yit trường âm nhấn, thang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, hú âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá trường âm nhấn, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thả đoạn âm, buôn trường âm nhẫn, nhá đoạn âm, tết trường âm nhẫn, khô trường âm thông thường. Dân kim chi dít thằng quá hư tăng quá lô kê sằng quá cha rằng cha chê tháp buồn nhá thách khô. Câu 3 và 4. Sầm bầm bí tăng lá chát tu phà gà mê tí áp phi hòa đá nà út chút ca tê xu xây vô. Dạ, con xin nói. Dạ, cây sắp trường âm nhấn ba đoạn ba đoạn bầm trường âm nhấn phí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm chá đoạn âm, tú đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá mê gá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tí đoạn âm, á đoạn âm, phí đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá đoạn âm, na trường âm thông thường, út trường âm nhấn, chú đoạn âm, gá đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Sắp bầm tí tăng ná chá tu và gá mê tí áp phi hòa đá nà hút chú ca tê xú say vô. Dần kiên chí hít thằng quá hú tăng quá lô kê sằng quá chá rằng giá chê tha buồn nhá cách khô sam sắp bầm bí tăng na cha tu và gà mê tí áp phi hòa đá nà hú chú ca tê xứ xây vô. Suốt năm cũng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư. Kính lễ bậc chánh trực của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dòng kim chi yin thân hòa hư tăng hòa lô kê sống quan cho răng và chế thác buôn giá phên khu sầm tấn phi tăng là cha tu và ga mê tí ấm phi hoa đo là ủ chung ga tê xứ xây vô. Dòng kim chi yin thân hòa hư tăng hòa lô kê sống quan cho răng và chế thác buôn giá thách khô sầm bấm bi tăng là cha tu và ga mê tí âm phi hoa đa la ủ chữ ga tí xứ xây nhô. Nhà thư con đã đọc xong, con có sai khi ngài và đạo tràng sửa dùm cho con kính mời vị kế tiếp.
Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú số 108. Dằn kinh chí dít thằng quá hú tặng quá lừa kỳ sầm quách cha trằng gió chề tháp buồn nhá bếch khô tắp bầm bi tặng nát. Sắp bầm bi tặng na cha tu phà gá mê tí á phi quà đá nà ốc chú gá tề su sậy vô. Dạ con đọc lại. Dằn kinh chi dít thằng quá hú tặng quá lồ kề sầm quách cha đằng gia chề tháp bùn nha bếch khô. Sắp bầm bi tặng na cha tu phà gá mê tí á phi quà đá nà ốc chú ga tề su sậy vô. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh trường âm nhấn, chí đoạn âm, dít trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô trường lô kê hai trường âm thông thường. Văn kinh chí dít thằng quá hú tằng quá lô kê. Dạ con phân tích câu số 2. Sầm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quách trường âm nhấn, đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, dê trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, bùn trường âm nhấn, nhá đoạn âm, bát trường âm nhấn, khô trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sầm quách cha rằng giá chề tháp bùn nhá bát khô. Dạ con phân tích câu 3. Sắc trường âm nhấn, bầm trường âm nhấn, bí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná chá tú ba đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tí đoạn âm, sắp bầm bí tăng na cha tu phà gáp mê tí. Dạ con phân tích câu số 4. Á đoạn âm, phí đoạn âm, qua trường âm thông thường. Đợi chút. Dạ con phân tích lại câu số 4. Á phí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường. Đá đoạn âm, na trường âm thông thường. Úc trường âm nhấn, chú gá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, số đoạn âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. A phi hòa đá nà úc chú gá tê su say vô. Dạ con đọc lại nguyên bài. Dặn kinh chi dít thằng quá hú tằng quá lồ kề sầm quá cha đằng giá chề tháp buồn nhá bếch khô. Sắp bầm bi tặng na cha tu phà gáp mê tí á phi quà đát nà ốc chú gá tê su sậy. Con tập bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư Phật. Dân chia di thắng qua hô tăng qua lô kề sầm qua bát cha đa chế ta bồn nhá bê khổ. Sa bám bi tăng na ha cha tu pha ga mê tê a phi wa đa na ha u chú ga tê su say dô. Dạ con đọc nhà phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Alo, 123 123. Sư Thanh Kiếm đang đọc, đợi chút. Rồi, đợi chút nha. Cái câu số 2 sai hai chỗ.
đợi một chút ha, rồi đi pha cà phê nha. Giá kê tha, chữ kê này mà nói đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Punyapekho, chữ khô này cũng gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chờ một chút, nghe chưa? Alo, chị Thành Kiếm. Đi pha cà phê đi. Chữ kê là một, chữ khô là hai, đó là hai trường âm thông thường. Mà lại đọc đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi. Còn Christina công nhận, tưởng rằng Christina không ai chú ý, huynh đạo huynh cũng chú ý mà. Chữ dân như thế này, đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thế mà chữ dân này, Christina gọi là trường âm thông thường ha. Coi nó thường quá, cho nên cả như mới vô đầu cái là Christina đọc để coi đạo tràng có chú ý hay không. Ai ngờ huynh đạo huynh thấy cũng nghe rõ quá ha, tưởng rằng không ai chú ý, nhưng mà huynh đạo huynh đã nghe và thấy rằng Christina bị phân tâm ha. Một là phân tâm, hai là muốn thử coi đạo tràng có theo dõi hay không ha. Rồi, Christina coi lại chữ dân nha. Rồi, mời huynh đạo huynh. Ồ, xà thủ huynh đạo huynh. Tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn sư và con xin đảnh lễ sư và kính chào chư quý vị trong đạo tràng. Thưa quý vị là mình chỉ trích người ta dễ lắm. Quý vị nhớ không? Mình chỉ một con tay người ta là thứ ba con tay nó chỉ ngược lại mình đó. Dạ, thành thử lâu lâu sửa lưng Tina cho vui vậy thôi, chứ giọng Tina rất là chuẩn, có lẽ Tina quên thôi. Dạ. Thì tí nữa sửa lưng đạo huynh lại ha. Đạo tràng tại đạo huynh đọc cũng bật lóc hết trơn. Dạ. Nam mô Bích Thầy nhé. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh sắp nguồn lọc cho biết tín hiệu rõ. Dạ, đạo huynh xin đọc kinh Pháp Cú số 108. Văn kinh chí dịch thăng quá hú tăng quá lô kê xâm quách cha răng. Dâm kinh chí dịch thăng quá hú tăng quá lô kê xâm quách cha răng. Giá chê tha bùn nhà bách khô sắp bầm bí tăng ná cá tú phá gá mê tí áp phí hoa đá na út chú gá tê xú xây vô. Xin đọc lại ha. Đọc hơi cử hơi giật giật. Dâm kinh chí dích thăng quá hú tăng quá lô kê sâm quách chá răng. Giá chê thá bùn nhà bách khổ sắp bầm bí tăng ná chát tu phà gá mê tí á phi hòa đá nạ nạ u chú gá tề su xây dỗ. Dạ, chữ là trường âm dẫn nhân âm, kinh là trường âm nhắn, chí là đoạn âm dính nhắn, thân là dường trường âm những âm đoạn âm là trường, đọc thời dòng những âm kê là hai trường sang là trường giọng, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá băm là trường âm nhấn luôn,
bí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ná chá là hai đoạn, ná chá tú là ba đoạn âm, pha là trường âm đọc trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, phí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, gá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Dạ, chưa phân tích là thấy tiết thua mọi người đọc lại. Dạ, chúng tôi xin đọc lại. Giang kinh chí dích thăng quá hú tăng quá lô kê, xâm quách chá răng giá chê thá bùn nhà bác khô, sắp băm bí tăng nát chát tú pha gá mê tí áp tí áp phí hòa đá na út chú gá tê xú xây vô. Dạ, xin kể. Dạ. Dân kinh chi dịch thắng hoa hù tăng hoa lô kề, xâm vách trang gia chê tha buôn nhà bách khô, sập băm biến na cha túc pha ga mê tì, a phi wa đa na ut chu ga te su say yo. Và Thượng tọa Thích Minh Châu đã chuyển ra tiếng Việt là suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư, kính lễ bậc chính trực. Dạ, thưa sư và đạo tràng, thì chúng tôi có tham khảo một cái bản Hán văn, thì cái câu cuối cùng là kính lễ bậc chính trực, thì họ dịch ra là bất như cung dưỡng chính trực giả, bất như cung dưỡng, chữ cung dưỡng này sư chỉnh sửa con nha, không biết chữ cung dưỡng là có phải là chữ cúng dường là do cái cung dưỡng đọc trại ra không thưa sư? Dạ, thưa quý vị, chữ cung dưỡng có nghĩa là cung là cung cấp, và dưỡng là nuôi dưỡng. Dạ, theo Thượng tọa Thích Thanh Từ, một người đồng môn của Thượng tọa Thích Minh Châu đó, thì thầy cho rằng là cái việc cúng dường quý chư tăng là một việc rất là quan trọng trong ba cái việc mà đảnh lễ Tam Bảo, tại vì chỉ quý sư bỏ công hoằng pháp ha để giảng cho mọi người chúng, cho những người sơ cơ chúng ta nghe, thì mình phải có bổn phận là cung dưỡng và cúng dường quý ngài để mà nuôi dưỡng Phật pháp cho đến ngày nay. Dạ, chỉ chia sẻ chút xíu vậy thôi. Dạ, dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, chúc sư kính chúc đạo tràng sức khỏe, thân tâm an lạc. Nam Mô Bổn Thầy Giá, và xin nhường bích la cho vị kế tiếp. Dạ. Alo, 123 123. Sa thủ sa thủ huynh đạo huynh ha. Huynh đạo huynh khôn thiệt, đưa cái từ trung dưỡng lên để câu giờ, và huynh đạo huynh đã bắt lỗi Sitina. Vậy thì Sitina nghe huynh đạo huynh đọc như vậy có chỗ nào khuyết điểm không? Alo, Sitina, có qua có lại mới tọa lòng nhau chứ. Alo, Sitina, có nghe huynh đạo huynh đọc có chỗ nào không ổn không? Còn cái từ trung dưỡng đó hả? Từ từ nha, khi nào mà qua cái duyên sự thì chúng ta có thời gian để đi vào ý nghĩa ha.
Còn bây giờ trong cái phần này là cái phần trường âm, đoạn âm qua cách đọc. Alo, Christina có chút máy không? Hoặc là đạo tràng có nghe Huỳnh Đạo Huỳnh đọc. Và cái giọng kệ rất là tuyệt vời, giọng kệ không nói nha. Nhưng mà trong cái vấn đề giọng kinh phân tích trường âm, đoạn âm thì cái chỗ này có gì rắc rối không? Alo, rồi Huỳnh Chánh Ngộ đâu có kêu tới đâu mà thấy muốn bỏ chạy hả Huỳnh Chánh Ngộ? Alo, alo, Chica và Christina hoặc là và Đạo Tràng, quý vị thấy Huỳnh Chánh Ngộ Huỳnh Đạo Huỳnh đọc cái bài này có chỗ nào không ổn? Chí Hà nói là chữ út chú sai trường âm nhấn. Quá, đó là một người bắt lỗi nè. Tại sao Chí Hà đưa lên? Đó là một điểm. Đâu Chí Hà đâu? Rồi, Chí Hà đưa lên một điểm đó. Còn vị nào nữa? Còn chỗ nào nữa? Alo, Huỳnh Đạo Huỳnh. Để coi Đạo Tràng có theo dõi hay không ha. Và Huỳnh Đạo Huỳnh cảm ơn Sĩ Hà. Nhưng mà chỗ này nè, Huỳnh Đạo Huỳnh ơi, Huỳnh Đạo Huỳnh câu số 2 chữ cuối. Huỳnh Nhá Bích Hồ, Punyapekho là chỗ này á, Huỳnh phân tích rất là chuẩn. Pun trường âm nhắn nhá, đoạn âm pek trường âm nhắn, khô trường âm thông thường, chính xác. Phân tích rất là chính xác như vậy, nhưng mà tại sao cái dòng đọc là Punyapekho hả? Phân tích một đường mà đọc một nẻo à? Punya Pekho chứ Punya phân tích là rõ ha, mà khi mà đọc á, không phải một lần đọc mà nhiều lần đọc, Huỳnh Đạo Huỳnh vẫn đọc rằng Punya Pekho phân tích là Punya Pekho còn Sĩ Hà thêm một lỗi nữa ha. Thì cái lỗi đó chúng tôi không chú ý tới. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông đáng lẽ là phải là Christina. Christina lên có ý kiến. Nhưng mà Christina sợ quan cái sao đó không chịu lên nè. Để tôi đứng mũi chịu sào, bao nhiêu cũng nói sợ cái ông già này cà chớn. Kiếm lỗi người ta hoài, hết người này tới người khác. Người ta nói xấu là nói xấu tôi nè, hay kiếm chuyện là đó, Sĩ Pháp Nguồn đồng ý liền ha. Rồi ông Đạo Huỳnh cũng khói nữa, cười luôn. Ai nói xấu tôi là ai cũng khói nữa. Rồi, nhưng mà công nhận Huỳnh Đạo Huỳnh có một dòng kệ đặc biệt. Đã gọi là kệ thì sao cũng được, nhưng mà cái dòng kệ của Huỳnh Đạo Huỳnh đặc biệt. Rồi, bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh mới đến sau nè. Bây giờ không mời thì cô tu nữ Phúc Hạnh nó buồn. Khổ vậy á. Mà bây giờ mời mà không biết cô tu nữ Phúc Hạnh có từ ái hay không nữa. Bây giờ mới chịu mời. Vô nãy giờ mà bây giờ mới mời. Ghét không cần đưa tay. Phải không cô tu nữ Phúc Hạnh? Hay là thấy câu này khó quá nên đọc rồi bị sửa lưng nữa thì thấy quê, thôi thà khỏi đưa tay luôn. Phải không cô tu nữ Phúc Hạnh? Đúng quá hả? Đúng quá, tôi đưa tay đi cho rồi, tưởng vắng mặt ai ngờ ai biểu đưa tín hiệu lên chi vậy không biết nữa. Rồi xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Mặc cỡ gì nữa mà mới vào chưa có xem hả? Chưa xem bài thì bây giờ đưa lên để mà xem thôi, chứ có gì đâu.
Đó, thấy rõ chưa? Kinh lễ để Đức Phật Đức vừa đến với Pháp Phổ. Ủa? Hồi nãy giờ Sĩ Hà đưa tay mỏi tay hả? Trời ơi, xin lỗi nha. Xin mời Sĩ Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm, dạ Nam Mô Sàng Khải. Dạ con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Sàng. Kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài cô Kinh Pháp Cú 108. Văn kinh chí giết thằng quá hú tằng quá lồ kề sằng quách cha rằng gia chê thá bùn nhát bạch cô sầm ba bi tằng na cha tu phà gầm ga mẹ tí áp phì quà đa nà u chu ga tề su xây dồ. Con hơi khó, con đọc lại. Văn kinh chi dắt thằng quá hú tăng quá lô kê sằng quách cha rằng dắt dắt chê thá bùn nhắc bách cô sầm sắp bầm bi tăng na chát tu phà ga mề tí A phi hòa đa na u chú gia tề su xây dồ suốt năm cúng tế bậc để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con phân tích văn là trường âm thông thường, kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm. Là trường âm nhấn, thăng là trường âm đập thời giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm tăng trường âm đập thời giọng nguyên âm, quá đoạn âm lô kê hai trường âm thông thường, sân trường âm nhấn, quá quách trường âm nhấn, trá đoạn âm văn trường âm đập thời giọng nguyên âm, giá đoạn âm chơi trường âm thông thường, thá đoạn âm bùn trường âm nhấn, nhát trường âm đập theo giọng nguyên âm. Đoạn âm con xin nói tách trường âm nhấn, khô trường âm đập theo thông thường, trường âm thông thường. Văn kinh chi gia thành qua hú tằng qua lồ kề sằng quách cha rằng giá trề tha bùn nhát tách cổ. Con xin phân tích tiếp. Sách trường âm nhấn bá bâm bá đoạn âm. Con xin cho mọi trường âm nhấn bâm trường âm thông thường. Con xin xăm ngoài sắp trường âm nhấn bằng trường âm nhấn bí đoạn âm tăng trường âm đập thời giọng nguyên âm ná đoạn âm chá đoạn âm ná chá tú ba đoạn âm pha trường âm thông thường giá giá đoạn âm bê trường âm thông thường tí đoạn âm áp á đoạn âm á phí hai đoạn âm qua trường âm thông thường đá đoạn âm na trường âm thông thường út trường âm nhấn chú gá hai đoạn âm tê trường âm thông thường xú đoạn âm xây trường âm nhấn vô trường âm thông thường sập bầm bi tằng na cha tu phà gia mề tí a phi hòa đa nà út chú gá tê xú xây vô. Con xin đọc lại văn kinh trì. Văn kinh chi dắt thằng quá hút tành quá lồ kề sừng quách cha rằng gia chề tha bùn nhắc bách cổ sầm bầm bi tành
na chát tu phà ga mề tí a phi hòa đa na u chu ga tề su sầy dồ dằng kinh trì dằng kinh trì dịch thằng qua hù tằng qua lộ kề sầm quách cha lần gia trề tha cùng nhắc thách cổ sầm bầm tư tằng na chắc tu phà ga mề tứ a phi hòa đa na u chư gam tề su sầy dồ suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư. Kính lễ bậc chánh trực con là thượng thích Minh Châu. Dạ, cái bài này hơi khó, con không biết con có sai gì không á. Dạ, con kính kính ngài, kính sửa hạt đạo tràng, kính sửa cho con. Dạ, con xin trao mít lại. Alo, 123 123. Cô tu nữ Phúc Phanh chàng chút ha. Hôm nay con biết thiết hà phân tâm hàng sao á. Anh chỉ viết thân mà đọc là giác thân hả, hay là viết sai cái câu đầu tiên á? Dân kinh chỉ viết thân mà sao nghe đọc giác thân không hả? Rồi trong cái vấn đề phân tích trường âm đoạn âm, ý kiến quý vị nghĩ sao? Trong đạo tràng có hai cái nick mà chúng tôi thấy rất là mờ, thấy màu trắng luôn á, đó là Sikha là một, Sitina là hai. Hai cái nick này nó ẩn sao không? Các cái nick khác là thấy rất rõ, nhưng mà hai vị này sao mà thấy nó hình như nó sao không có thấy rõ ràng lắm, cho nên quý vị đưa tay xin lỗi nha, không thấy được. Rồi về trường âm đoạn âm thì Siết Hà phân tích gọi lại đúng rồi. Quy Đăng đợi vô cái chữ dân không á, chữ đầu tiên không á, Siết Hà phân tích là thấy cũng thấy giật mình rồi. Rồi còn Sân Quách Trà Răng nữa, đúng rồi, có nhiều từ lắm. Còn chữ Bếch Khô đọc hoàn thành Bếch Cô luôn cho nên Siết Hà coi lại nha, hôm nay đầu óc nghĩ cái gì, hay là bị phân tâm, hay là công ăn việc làm nó chi phối. Rồi anh chữ viết sai từ nữa hay sao, chỉ cần coi lại nha. Rồi bây giờ mời cô tu nữ Phúc Hạnh, giờ nãy giờ đưa tay lâu rồi cái kim cũng dặn bỏ xuống rồi, không ai đọc nữa. Rồi xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 108. Cảm ơn cô Nhục Quỳnh bốt bài. Cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết âm thanh nghe rõ. Dằng kinh chí dít thằng quá hú tằng quá lồ kề sầm quá cha rằng giá chề tháp buồn nháp bắc khô sắp bầm vít tằng nát cha tu phà gáp mề tí á phí và đá nà út chú gá tề su xây dồ dần kinh chí dít thằng quá hú tằng quá lồ kề sằng quá cha rằng giá chề tháp buồn nhá bắc khô bết khô. Dạ, câu số 1, câu số 2. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, dít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, lô kê là hai trường âm thông thường. Câu số 2.
Sang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Quát là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Chê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Buôn là trường âm nhấn. Nhá là đoạn âm. Pét là trường âm nhấn. Khô là trường âm thông thường. Dằn kinh chí diếp thằng quá hú tằng quá lồ kề sằng quá chá rằng giá chè tháp buồn nhá bét khô. Câu số 3 và câu số 4. Sáp bầm bí tằng ná chá tú phà gáp mề tí á phí quà đá nà út chú gáp tề su xây dồ. Sáp bầm là hai trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná chá. Ná chá tú là ba đoạn âm. Pha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Á là á. Câu số 4. Á phí là hai đoạn âm. Và là trường âm thông thường. Đá là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Út là trường âm nhấn. Chú là chú. Gá là hai đoạn âm. Tê là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm. Xây là trường âm nhấn. Vô là trường âm thông thường. Sáp bầm bí tằng na chá tú phà gá mề tí á phí hòa đá nà ú chút gá tề xú xây vô. Dằn kình chí diếp thằng quá hú tằng quá lồ kề sằng quá chá rằng giá chè tháp buồn nhá bát khô. Sáp bầm bí tằng ná chá tú phà gá mề tí á phí và đá nà á chú gá á chú út chú gá địch tề xú xây vô. Dằn kình chí diếp thằng quá hú tằng quá lồ kề sằng quá chá rằng giá chè tháp buồn nhá bát khô. Sáp bầm bí tằng ná chá tú phà gá mề tí á phí và đá nà út chú gá tề xú xây vô. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đó là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Dân kiên chi di thăng và hô tăng và lô kê sang và cha răng giá chê tha buôn nhà ba khổ. Sa bam bi tăng na ha cha tu pha ga mê ti a phi va da na u hu chu chu ga te su say yo. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong. Con xin xuống mic có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Bài đây câu nó dài mà nó bị léo lử quá bạch ngài. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phước Hạnh. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Còn thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Cảm ơn Thiện Vũ cho được mình biết được kính hiệu. Cảm ơn Pháp Muôn Lào Cai. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức Đại Đức Tệ Đức cũng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhục Bình kính lễ cô tu nữ Tị Viên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và con không biết Đại Đức Tệ Đức có trước máy không, sư có ôn bài không, sư cho con một tín hiệu để con dân mít đánh sư ạ. Cô tu nữ Tị Viên. Dạ, bây giờ thì con xin phép được bài trước. Dạ, con thấy có Như Quang trong đạo tràng rồi, nên con xin phép được trả bài trước. Và con cung thỉnh bàn tay của Đại Đức Tể Đức cũng như cô tu nữ Phúc, cô tu nữ Tệ Viên. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Dằn kinh chiêu dịch
tăng quá hút tăng quá lộ kê sẵn quá cha răng giá chê thả buôn nhà phạch khô sạp sạp bằng vi tăng na chất tu pha ca mê ti a phi quà đa na uột chú gắt tê chú say yô dân kinh chi viết tăng và hụt tăng và lộ kê sang quạt cha răng gia chê thả buôn nhà phẹt khô sạp bằng vi tăng na chất tu pha ca mê ti a phi quà đa na con xin đọc lại dân kinh chi dứt dân kinh chi dứt thăng qua hữu tăng qua lộ kê sẵn qua cha răng giá chê thập buôn nhà bẹt khô sập bằng bi tăng na chú na cha tu pha ga mê ti a phi qua đa na uột chú gấp tê su say vô nhà con phân tích câu 1 và câu 2. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kinh trường âm nhấn, trí đoạn âm, dịch trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá hú hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát trường âm nhấn, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, buôn trường âm nhấn, nhá đoạn âm, phát trường âm nhấn, khô trường âm thông thường. Văn kinh chi duyết tăng quá hú tăng quá lộ kê sang quạt cha răng giá chê thá buôn nhập phạch khô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp trường âm nhấn, băng trường âm nhấn, bí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná chá tú ba đoạn âm, hoa trường âm thông thường, gá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tí đoạn âm, á phí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, đá đoạn âm, na trường âm thông thường, út trường âm nhấn, chú gá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Sạp bằng bi tăng na chát tu pha gá mê tí á phí qua đà na út chú chá uột chú gắt tề su say vô dặn kinh chú viết tăng quá hú tăng quá lộ kê sang quạt cha răng gia chê tháp buồn nha phát khô sầm sắp bầm bi tăng na chấp tu pha ga mê ti a phi qua đà na uột chú gắt tề su say vô suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Con đọc và phân tích có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa ạ. Con xin được kệ. Dần kính chi dịch thăng hòa hư tăng qua lô kê sẵn qua cha răng và chê tha bên nhà phép khô sợ bận bi tăng là chát tu pha gà mê ti a quy qua đà na ụt cha gạt tê su say vô dần kinh chi viết thăng hòa hư tăng qua lô kê sẵn qua cha răng và thê tha quân nhà vết khô sợ bận bi tăng na cha tu pha ga mê ti a bi qua đà na ụt cha ga ti su say vô và con thành kính đảnh lễ tri ân chư trong đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng và một lần nữa con cung thỉnh đại đức tuệ đức ạ. Dạ kính mời cô tu nữ tệ viên và dạ, kính mời đạo tràng. Dạ con xin được xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con không thấy tín hiệu của đại đức Tệ Đức, cũng không thấy tín hiệu cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài không? Thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, kính mời bằng tay quý vị, đừng có lo quý vị ơi. Khi mà mình đọc còn được ngày sửa là mình còn có phước. Mình đọc mà không ai sửa mình là mình vô phước lắm đó quý vị. Nên Nhật Quỳnh rất mong để trả bài. Và không phải trả bài để mong cho Ngài khen, mà mong Ngài nếu có sai ngày sửa thì sẽ nhớ đời. Dạ, Nhật Quỳnh là nhớ hoài những cái câu mà ngày sửa là nhớ hoài luôn. Dạ, nên là quý vị đừng có lo. Dạ, chích hà có buồn không? Dạ. À, thì ra có buồn không? Khi ngày sửa bài có buồn không? Đừng có buồn nha, buồn là mình mất quyền lợi nha. Dạ, con cầm mít một chút rồi, con không có thấy bàn tay của vị nào hết. Con xin thay mặt đạo tràng, con cung thỉnh Ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con cung thỉnh Ngài ạ. Đúng rồi, không có buồn mà phải vui nữa mới đúng nha thì nè. Tại vì còn được ngày sửa thì là mình rất là hoan hỷ. Gặp như Nhật Quỳnh là Nhật Quỳnh không có sửa đâu, lý do Nhật Quỳnh mà thấy có ngài trong đạo tràng, ai đọc thì đã có thầy rồi, nên Nhật Quỳnh không có để ý, nên không biết ai sai ai đúng đâu, chỉ biết khen vị nào cầm mít thôi, lại có thầy ngồi đó rồi. Nên là Nhật Quỳnh không có nghe nhưng mà không có chú ý vô, nên không biết ai sai ai đúng gì hết á. Thế đó, dạ, mấy giờ Nhật Quỳnh thỉnh Ngài mà nãy giờ Ngài cũng lặng hết rồi. Dạ, Nhật Quỳnh mà nói con quăng mít đến bị rầy. Dạ, con kiếm chân mít đến Ngài. Trời ơi, để Ngài xuất hiện của tụi nữ tự nhiên mới đưa tay thôi, mời cô nghe. Nam mô Bụt Tha. Giá tại vì nãy giờ bắt lên xong rồi cái đi ra ngoài không có biết tín hiệu, với lại thấy cũng hết giờ. Dạ thôi bây giờ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Dạ con thỉnh Ngài lên để giảng như sự câu pháp cú luôn ạ. Nghe cái gì đó hôm nay là dạ vậy thôi, để con trước tiên thì con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Ngài Chí Đức và đại đức đại đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ con xin sám hối con đến hai muộn, nhưng mà không sao, Ngài cho tự nhiên. Thì bây giờ con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 108. Văn kinh chí yết thăng quá hú tăng quá lô kê sang quá chá răng gia chê tháp buồn nhấp bách khô sắp bằng bí tăng na cha tu pha gam mê ti áp phi hòa đa na u chú gà tê su say yô. Văn trường âm giọng nguyên âm, kinh trường âm nhấn, chí đoạn âm, dít trường âm nhấn, thăng trường âm giọng nguyên âm, quá khú hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, quá đoạn âm, lô kê hai trường âm thông thường, xăng chẳng này không biết trường âm giọng nguyên âm hay trường âm nhấn nó dính lại. Đạo tràng cho tự nhiên biết lâu quá quên phân tích nữa. Quát trường âm nhấn, chá đoạn âm, răng trường âm giọng nguyên âm, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, pet trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, sắc trường âm nhấn, có nút ruồi là trường âm nhấn. Ông Văn Nhật hả? Dạ cảm ơn. Pháp trường âm nhấn, băng trường âm giọng nguyên âm, bí đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, có nút ruồi nữa.
Na cha tú ba đoạn âm. Pha trường âm thông thường. Gá đoạn âm. Mê trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Á phí hai đoạn âm. Qua trường âm thông thường. Đá đoạn âm. Na trường âm thông thường. Út trường âm nhấn. Chú đoạn chú. Gá hai đoạn âm. Tê trường âm thông thường. Xú đoạn âm. Say trường âm nhấn. Vô trường âm thông thường. Vì mình xích kim cười đi sang trường âm nhấn, sang trường âm nhấn. Dạ thôi, bây giờ tự nhiên để tí ngày lên ngày ngày sửa đi. Bây giờ con xin đọc lại. Dân kinh chi di thằng quá hữu tăng quá lô kê sang quá cha rằng gia chê thấp buồn nhắc bét khổ sắp bằng bi tăng na chất tu phà ga mê tí áp phi hòa đắt nà u chú gạch tê su say yô. Dạ con kính thỉnh ngài. Bài này chưa có chuẩn bị cho nên kể không được. Sa thủ của tôn nữ tuệ duyên ha. Khi mà huynh Giang Nhật Hà chát lên là có một rồi không có một rồi thì chỉ sóc á, thì nói là trường âm nhấn chữ băm là gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ai biểu huynh Giang Nhật Hà nhắc tuồng làm gì vậy ha? Đọc thì cứ đọc thôi chứ người ta làm gì kệ người ta, đúng sai không quan trọng, mà mình chỉ biết mình đọc là đọc à, còn tìm cái nút ruồi làm cái gì không biết nữa hả. À, sắp bầm là hai trường âm nhấn ở chỗ này. Xin Nhật Quỳnh này, lúc đầu cứ đọc là punya với khô à, nhưng mà sau khi phân tích á thì mới đọc là punya peko ha. Thì cái chỗ chỉ có punya peko, cũng có nhiều vị cũng đọc ở chỗ này là punya ha. Rồi à, thôi thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sự à, vô cái vấn đề coi như tự vận đi ha. Cái thời gian thì cũng còn bao nhiêu, tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời à, chúng tôi rất là hoan nghênh. À, giờ phút nào chúng ta an trú trong giáo pháp thì chính những cái giờ phút đó là những giây phút kiết tường ha. À, chúng ta sống đừng có xa rời giáo pháp, đó là một điều quan trọng ha. Thì dầu có tết nhất định nữa nhưng mà chúng ta cũng biết an trú trong thiền pháp thì cái đó là cái tốt. Còn ham vui quá thì xin lỗi. Bây giờ sống chết thấy rõ ràng trước mắt. À, thôi thì bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Câu đầu tiên. Dân kinh chi dít thần quá hút tầng quá lù kề. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ha. À, dân kinh chi, dân kinh chỉ tức là bất cứ điều gì. À, đánh nhanh rút lại ha. Dân kinh chỉ là bất cứ điều gì. Rồi chữ thứ hai, dích thần. Đây là một danh động từ. Dích thần là vật cúng tế. À,
cũng thế. Chữ quá hay là chữ qua, nó là một liên từ, có nghĩa là hay là hoặc là. Chữ quá hay là chữ qua, có nghĩa là hay là hoặc là. Khu tăng là vật tế lễ. Khu tăng là vật tế lễ. Rồi lô kê trong thế gian, do cái từ lô cá. Lô cá nó là một danh từ nam tính, nhưng mà ở đây chia theo định sở cách số ít sát tầm mỹ vừa phát triển ở trong quá trình A, cho nên lô cá biến thành lô kê trong thế gian. Chúng ta tiếp câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sang quách cha răng giá chê tháp bùn giá phái khô. Sang quách cha răng giá chê tháp bùn giá phái khô. Sang quách trà răng do từ sang quách trà rá. Sang quách trà rá là một danh từ trung tính á gần tán á bùng sắc trà liền ra. Sang quách trà rá được chia theo đổi các số ít đối tỷ giao vì phát tí ê các quách trà ná, cho nên sang quách trà rá biến thành sang quách trà răng, có nghĩa là năm tháng. Quách trà răng có nghĩa là năm tháng, không phải là một tháng, hai tháng, ba tháng nữa, mà ám chỉ là ngày giờ năm tháng. Ở đây là năm tháng. Rồi giá chê thá, chữ giá chê thá có nghĩa là có thể cúng tế, có thể cúng tế. Có thể cúng tế là punyapekho. Punyapekho do hai từ punya, nó là phước báo. Punya nó là một danh từ trung tính akrantanapum sakalinga. Rồi chữ bekha, bekha do cái từ bekhamana. Và nó cũng do căn ngữ ít, có nghĩa là thấy. Thì ở đây Bekhamana hay là Bekha có nghĩa là việc mong cầu, việc tìm kiếm. Vậy thì nó đứng làm chủ từ ha, vì Bekha đó nó biến thành Bekhu. Bathama Ekavachana Vipatti Punya Bekhu, người mong cầu phước báo. Người mong cầu phước báo. Vậy thì câu 1, câu 2. Câu 1, câu 2. Dân kinh chí dích thăng quá hút tăng quá lô kề sẵn quá chát răng giá chê tháp phùn nhá phê khô. Người mong mỏi phước báo có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn năm. Câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Người mong mỏi phước báo có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn năm. Rồi, sư kem chờ chút đi, hay là thắc mắc, giải quyết liền, khi nào làm xong đi, làm xong rồi thắc mắc, hay là thắc mắc giải quyết liền bây giờ. Khổ quá, có người đưa tay, có người thắc mắc với con gà, trong khi câu 1, câu 2 giải quyết vừa xong thì còn có câu 3, câu 4 để chấm dứt. 6 giờ 10 rồi bà con. Rồi, bàn tay này cắn chở lưu thông nè. Rồi, thiết kiếm thắc mắc.
con xin cảm ơn sư. Con thắc mắc về danh từ thưa sư, cái vật cúng tế với vật tế lễ nó khác như thế nào vậy sư? Vật cúng tế rồi vật tế lễ là cái gì, nó khác nhau như thế nào? Con chỉ thắc mắc vậy thôi, con xin trả máy và cảm ơn sư ạ. Alo, vật cúng tế là bất cứ cái thứ gì, bất cứ cái thứ gì để mà mình làm một cuộc lễ, nhưng mà vật tế lễ phải phù hợp với cái lễ đó là lễ gì. Vật tế lễ đi vào chi tiết, vật cúng tế là nói đại khái. Ví dụ như bây giờ cúng đất đai thì cũng có những cái vật tế lễ, nhưng mà vật tế lễ đó nếu mà người ta nhìn vào cúng đất đai mà không có con gà thì cái cuộc lễ không thành tựu. Cũng giống như tăng sự một cuộc lễ mà nếu tăng sự dân y ca thi na mà không có hai vị tụng tuyên ngôn thì cái cuộc lễ không thành công. Mặc dù cũng có y, cũng có bác, cũng có này tứ vật dụng, thì đó là vật tế lễ. Còn cái vật cúng tế tức là phải hai vị tuyên ngôn, tụng tuyên ngôn nó mới thành tựu. Tức là vật tế lễ nó có cái vấn đề đi vào chi tiết hơn ha. Còn vật cúng tế nó chung rồi đại khái vậy đi. Siêu nữa còn thời gian tiếp tục ha. Câu 3, câu 4. Alo, câu 3, câu 4. Sắp bầm bí tầng ná chá tú phà gắp mề tí. Sắp bầm bí, sắp bầm bí do từ sắp băng cộng với áp bí. Chỉ sắp băng là toàn bộ tất cả, còn áp bí nó đi chung vô là sắp bầm bí, có nghĩa là cũng toàn bộ hay là ngay cả tất cả, ngay cả mọi thứ ha. Sắp bầm bí là ngay cả mọi thứ hay là ngay cả toàn bộ. Chữ tăng là việc ấy, chữ tăng là việc ấy, ná là không, cha tu pha gấp mề tí, cha tu là bốn ha, pha gần là pha gá, pha gân có nghĩa là phần ha. Rồi xem chữ ê tí nữa, ê tí ở đây chá tu pha gân cộng với ê tí nó thành ra chá tu pha gáp mê tí. Chát tu pha gấp mề tí gọi là một phần tư ha, một phần tư. Chát tu pha gần ê tí đạt được một phần tư, mà có chữ ná ở trước là không được một phần tư hả. Chữ ê tí ở sau là một động từ ha, một động từ. Rồi câu cuối cùng để bổ sung cho câu số 3 này, api hòa đát na út chú gát na út chú gát tề su say yo api hòa đa na út út hai chữ ri ha, hai chữ ri
chứ không phải là một. Nếu như thế này chúng ta đọc là u chú à, nhưng mà hai chữ gì cho nên đọc là u chú gá tề su say vô. Thì cái chữ đầu tiên áp phí hòa đá na, áp phí hòa đá na, chữ áp phí đây là một tiếp đồng ngữ có nghĩa là bên trên ha. Rồi qua đá na do cái động từ quanh đá tí à, à, có nghĩa là đánh lễ. Vậy thì áp phí hòa đá na nó là một danh từ trung tính ha, mà nó đứng làm chủ từ à, Abhivadana có nghĩa là việc đánh lễ, việc đánh lễ. Rồi Uchugate su, Uchugate su, chữ khi nãy á à, huynh đạo huynh đã thắc mắc ở chỗ này là trung dưỡng ha. Ở đây có ai coi như là hang động không à, chúng tôi toàn là người kinh chứ không phải người Việt khóc bông ha, cho nên chữ trung dưỡng ở đây cái nghĩa rộng lắm. Thì theo ý nghĩa ở đây là út chú gác tê su là ở các vị chánh trực, bởi vì chữ u chú có nghĩa là thẳng bên trên, và thêm chữ gác tê su là do cái quá khứ phân từ của chữ gác tá đã đi đến thẳng, đã đi đến bên trên. Thì ở đây u chú gác tề xú có nghĩa là ở các vị chánh trực. Nó được chia theo định sở cách số nhiều à, sát tầm y vừa phát tí bảo hữu quá trần á. Thì cái từ chánh trực này khi nãy huynh đạo huynh nói là trung dưỡng à, à, thì chúng ta hiểu đại khái là đã đạt đến cái trường hợp mà cái tâm của vị này là ngay thẳng chánh trực. Rồi say vô chữ cuối cùng có nghĩa là tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta hiểu câu số 3 và câu số 4. Sắp bầm bí tầng na chát tu phà gắp mê tí áp phí hòa đất na u chú gắp tê su say vô. Toàn bộ việc ấy cũng không đạt được một phần tư. Việc đánh để các vị chánh trực là tốt hơn. Câu 3, câu 4. Toàn bộ việc ấy cũng không đạt được một phần tư. Việc đánh lễ các vị chánh trực là tốt hơn. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4. Và nguyên bài từ câu 1 tới câu 4 ha. Người mong mỏi phước báu có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc là vật tế lễ ở thế gian trọn năm. Toàn bộ việc ấy cũng không đạt được một phần tư. Việc đánh lễ các vị chánh trực là tốt hơn. Xin lặp lại. Người mong mỏi phước báu có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn năm. Toàn bộ việc ấy cũng không đạt được một phần tư. Việc đánh lễ các vị chánh trực là tốt hơn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát: suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích chẳng tài. Một lần đánh lễ gốc mây thánh hiền. Rồi bây giờ lập lại ha. Suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích chẳng tày.
một lần đảnh lễ gốc mây thánh hiền. Thì như vậy chị Kim thắc mắc ha, chữ lễ vật coi như cúng lễ cúng tế hoặc là vật lễ ha, cúng tế hoặc là vật tế lễ, thì ở đây được gom chung là tế vật ha. Suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích chẳng tài, một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền. Thì ở đây chữ chữ chấm trực ở đây là ám chỉ các bậc thánh, ám chỉ các bậc thánh hiền ha. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu, suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Thì ngài Hòa Thượng Minh Châu dùng cái từ chánh trực, nhưng mà ngài Hòa Thượng Giới Đức thì gọi đó là các vị thánh hiền, các vị thánh hiền. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Khổ trước khi đọc cũng không khó, tiếng nãy rồi mới đọc. Đây là một duyên sự cũng liên quan đến ngài Sariputta. Câu Phật ngôn 108, cũng tại quê Lu-quan-na, ngài Sariputta đã dẫn một người bạn của mình đến gặp Đức Phật. Và trước khi gặp Đức Phật thì ngài Sariputta đã đến gặp người bạn, cũng giống như người chú và người cháu của mình trước đây. Tức là ngài Sariputta mới hỏi rằng việc thiện của bạn đã từng làm để được sanh về nhàn cảnh. Thì người bạn nói rằng tôi luôn tế lễ, tức là mổ vật tế lễ để được sanh thiên. Vì này cúng thần lửa cho nên thường hay coi như mỗi tháng hay là mỗi năm là vị này cũng phải coi như sát sanh, lấy máu của những chúng sanh, những con thú đó đổ vào lửa, và nghĩ rằng cái việc làm này mình sẽ được sanh về cõi phạm thiền. Và khi nghe như vậy, đó là một cái thiện sự mà anh ta làm, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất bác bỏ, làm vậy không đúng. Vậy thì con đường đi lên cái cõi an vui của chư thiên, có người, có vị đạo sư của tôi có thể chỉ cho anh con đường đó. Và ngài Sariputta đã dẫn người bạn của mình đi đến gặp Đức Phật. Đức Phật mới nói: này Bà La Môn, dù ông có dâng tế vật một năm cũng không có công đức bằng một phần tư công đức của một người thiện nam tín nữ bố thí cho dân chúng, hay là người đức tôn kính đệ tử của Như Lai. Ý của Đức Phật muốn nói rằng một người cư sĩ có tam quy, có ngũ giới, có bát quan trai giới, mà người này tạo thiện sự không phải là hướng đến chư tăng, mà thiền sự đây đối với những người nghèo khổ, đối với dân chúng, đối với những người có giới hoặc là không có giới, hoặc là hướng về những bậc có giới hạnh, các vị thánh nhân, các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, thì phước báo rất là lớn. Và Đức Phật này đã đọc lên cái câu Phật ngôn 108 này cho ông Bà La Môn đó ông nghe. Xin lặp lại: dân kinh chí ít thần quá hữu tăng bát đồ kê tăng quách cha rằng giá chề tháp bùn nhát bấy khô
chấp bầm bi tầng na chấp su pha gấp mê chi áp vi hòa đa na út chú gá tê su say vô. Chúc năm cũng tê vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Và khi có Phật con này chấm dứt thì con bạn của Ngài Sariputta chứng đắc thân quả Tu Đà Phật. Và duyên sự này thì cho chúng ta thấy rằng Pháp chủ cùng mong độ bản thân, sát sanh trọng thể cúng thiên thần, dẫn chàng đến Phật nhờ Phật thuyết, chánh pháp cho chàng biết quả nhân. Phật dạy lửa thần cúng cả năm, sát sanh trọng thể chẳng ăn nhầm, vì không tránh được phần tư bố thí bằng dân cúng thánh tăng. À, như vậy thì trong duyên sự này cho chúng ta thấy làm việc mà đúng theo thiện pháp thì cái quả phước nó rất là lớn, chứ không phải là cúng dường trọng thể sát sanh mâm cao cổ đầy, mà làm sai pháp thì vẫn đi xuống chứ không thể đi lên. Và Đức Phật đã thuyết câu Phật ngôn này và ông bạn của Ngài Sariputta nghe được chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật và từ bỏ những cái ác nghiệp và từ bỏ luôn cái lối tu mà theo tà kiến đó. Rồi bây giờ hôm nay còn 3 phút nữa, quý vị nói cái là hết giờ, nó lố giờ làm sao. Thì quý vị có ý kiến thế nào trong 3 phút còn lại? Thì cái vấn đề này khi nãy huynh đạo huynh thắc mắc cái từ trung dưỡng ha. Nhưng mà trung dưỡng thì ở đây Đức Phật Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là kính lễ bậc chánh trực. Mà trong cái duyên sự nói rằng cái bậc chánh trực này dầu là cư sĩ, dù là chư tăng, thì cái bậc chánh trực này vẫn xuất hiện, có nghĩa là thánh quả xuất hiện không riêng gì những bậc xuất gia, mà những người cư sĩ cũng có thể chứng đắc thánh quả. Vậy thì bậc chánh trực này ám chỉ là các bậc thánh, mà các bậc thánh thì coi như tạo phước, đâu có quan trọng hướng về chư tăng, mà họ thấy thiện sự là họ làm. Cho nên đối với những người nghèo khổ, đối với những người mà cần thì họ sẵn sàng hy sinh, họ sẵn sàng coi như buông bỏ. Thì như vậy ở đây dùng cái từ chánh trực mà huynh đạo huynh gọi là trung dưỡng ha. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái câu Phật ngôn này đem lại cho chúng ta một cái bài học, và bài học này không phải là hướng về chư tăng, mà hướng về những cái người học cần đến chúng ta, họ cần đến chúng ta, mà đối với các bậc thánh thì gánh nặng đã đặt xuống, họ làm vì cái họ không mong cầu, họ làm họ không mong cầu, khác nhau hoàn toàn ha. Rồi như vậy trong cái phẩm ngàn này quý vị có lý do giống như sức cảm thấy rằng khác nhau, thì trong một cái ngày đẹp trời nào đó chúng ta học hết cái phẩm ngàn này thì sức kim sẽ đưa ra cái điểm khác nhau hoàn toàn, được không? Alo, xin được kết thúc ở đây và còn công việc nữa. Buổi sinh hoạt của chúng ta đối với câu Phật ngôn 108 xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên khi còn giác độc giác và chính văn tín chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Hệ tề nà sa cha quá chê nà sô tì vô hô tù sa phá đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn
thiền đức, tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Ha Giá. Mời sư cha Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Alo.